Huấn luyện viên Chelsea đánh thức hàng công, liệu có dễ dàng? Huấn luyện viên Chelsea gọi 7 tiền đạo lên tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Palestine, nhưng nhìn vào con số thống kê thì thật sự cần pha giải cứu ngoạn mục của thuyền trưởng người Pháp. Những thống kê đáng lo. Gọi tới 7 tiền đạo cho đợt tập trung dịp FIFA Day, nhưng hàng công của tuyển Việt Nam lại đang khiến huấn luyện viên Philippe Chelsea ngán ngẩm vì hiệu suất rất đáng báo động. Ngoại trừ Văn Quyết, Tuấn Hải lần lượt có 9 và 6 pha lập công ở mùa giải 2023. Phần còn lại đều bất ổn, kể cả chân sút số 1 của tuyển Việt Nam trong vài năm qua là Tiến Linh. Suốt cả mùa giải 2023, Tiến Linh chỉ có 3 lần nổ súng, trong đó có 2 lần lập công vào lưới các đối thủ hết mục tiêu đua danh hiệu hoặc chính thức chủ hạng. Với Tiến Linh còn khó khăn nên cũng có gì bất ngờ hai chân sút đang chơi bóng tại V-League còn lại gồm Quang Nam, Thanh Bình loay hoay trong việc ghi bàn với số bàn thắng tổng cộng chỉ là 2. Các chân sút đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng, Văn Toàn càng bất ổn bởi họ rất ít, thậm chí không được ra sân trong một thời gian rất dài vừa qua. Ông Chelsea ở đánh thức hàng công, cách nào? Trên thực tế, vấn đề bóng đá Việt Nam thiếu vắng những tiền đạo xuất sắc không phải lúc này mới xảy ra, bởi nó đã kéo dài nhiều năm cũng như trải qua các đời huấn luyện viên. Nhưng tới bây giờ, mọi chuyện đáng lo hơn rất nhiều với huấn luyện viên Philippe Chelsea. Khi vị thuyền trưởng mới của bóng đá Việt Nam chọn lối chơi tấn công cho đội nhà thay vì phòng ngự phản công như thời ông Park, với khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi, rõ ràng chẳng dễ cho chiến lược gia người Pháp thay đổi tình hình. Nhất là khi phần lớn các đội bóng ở V-League sống nhờ vào các tiền đạo ngoại, trừ Hà Nội FC với sự xuất sắc của Văn Quyết cùng Tuấn Hải. Hy vọng lúc này được dồn cả vào Tuấn Hải, Văn Quyết, nhưng vấn đề tiếp tục nảy sinh bởi liệu rằng ông thầy người Pháp có thể dùng bộ đôi đang sở hữu hiệu suất tốt nhất thế nào sau khi người tiền nhiệm Park Hang-seo vốn từng thất bại. Quá nhiều thách thức cho huấn luyện viên Philippe Chelsea, nhưng vẫn hy vọng rằng với đẳng cấp World Cup, thuyền trưởng người Pháp biết cách tạo ra cho tuyển Việt Nam sự khác biệt và thành công mới hơn. Bằng không, tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ tìm vé World Cup trong hoàn cảnh đi săn không súng. Huấn luyện viên Chelsea quan tâm đặc biệt Văn Toàn. Trong buổi tập mới đây của tuyển Việt Nam, Văn Toàn được huấn luyện viên Chelsea và đội ngũ trợ lý đặc biệt quan tâm, theo dõi sâu sát. Sau khi từ Hàn Quốc về nước, Văn Toàn có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA đầu tháng 9. Cựu tiền vệ của Hoàng Anh ra chưa có bàn thắng nào ở giải hạng nhì Hàn Quốc, thời gian gần đây cũng ít được thi đấu trong màu áo Seoul Netherlands. Trong lần trở lại này, Văn Toàn được huấn luyện viên Chelsea và đội ngũ trợ lý đặc biệt quan tâm, theo dõi sâu sát. Sự sông sáo, nhiệt huyết thi đấu giúp Văn Toàn tạo ra nhiều tình huống phản công sắc bén, có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho đội nhà. Dẫu vậy, khả năng dứt điểm của cầu thủ này không còn được sắc bén như trước. Hiện, huấn luyện viên Philippe Chelsea vẫn chưa có đủ lực lượng do Công Phượng hồi quân muộn. Trong những ngày tới, huấn luyện viên người Pháp liên tục di chuyển từ Hà Nội tới Phú Thọ và Nam Định. Khi U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 còn, tuyển Việt Nam đã giao hữu với Palestine. Trả lời báo chí bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến nói về cảm xúc trong lần được gọi trở lại đội tuyển quốc gia sau một mùa giải chơi ấn tượng cùng câu lạc bộ Viettel. Tôi rất vui, vinh dự và tự hào khi được trở lại đội tuyển. Đây là động lực lớn để tôi phấn đấu trong thời gian tới. Tôi từng được làm việc với huấn luyện viên Park và giờ được gọi lên đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chelsea. Đây là trải nghiệm mới mẻ với bản thân tôi. Huấn luyện viên Chelsea có lối chơi hoàn toàn khác. Huấn luyện viên Chelsea hướng các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn so với thời huấn luyện viên Park. Tôi đang được ban huấn luyện thử nghiệm ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Đây là thử thách khá lớn với tôi khi huấn luyện viên đòi hỏi tôi phải di chuyển rất nhiều trong vai trò mới. Tôi sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất với lối chơi của huấn luyện viên, ghi điểm với huấn luyện viên trưởng. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày 9 tháng 9. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển xuống Nam Định để làm quen sân cũng như hoàn thiện khâu cuối cùng trước thềm trận giao hữu gặp Palestine trên sân Thiên Trường vào ngày 11 tháng 9. Trở về từ Hàn Quốc, Văn Toàn háo hức tập luyện cùng tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã hội quân cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho dịp FIFA Day tháng 9 năm 2023. Và tuyển thủ xuất thân từ lò Hoàng Anh Gia Lai háo hức khi được gặp các đồng đội cũ. Tuy chưa đóng góp nhiều cho đội bóng mới tại Hàn Quốc, nhưng Văn Toàn đã có 9 lần khoác áo câu lạc bộ Seoul Airlines thi đấu ở K-League 2. Là một trong hiếm hoi cầu thủ Việt Nam có nhiều thời gian ra sân khi ra nước ngoài chơi bóng. Chuẩn bị lực lượng cho dịp FIFA Day tháng 9 năm 2023, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã triệu tập Văn Toàn trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Toàn cũng có cơ hội tập luyện cùng tuyển quốc gia nhưng không thi đấu ở dịp FIFA Day tháng 6 năm 2023. Trong lần trở lại này, Văn Toàn được huấn luyện viên Chelsea và đội ngũ trợ lý đặc biệt quan tâm, theo dõi sâu sát. Cầu thủ sinh năm 1996 này đã không còn được thường xuyên thi đấu ở K-League 2 nên có thể không có cảm giác bóng cũng như thể trạng tốt nhất. Sự sông sáo, nhiệt huyết khi thi đấu giúp Văn Toàn tạo ra nhiều tình huống phản công sắc bén, có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho đội nhà. Tuy sở hữu tốc độ và kỹ thuật khéo léo nhưng điểm yếu của Văn Toàn nằm ở khâu dứt điểm.
Cầu thủ thuộc khóa một lò Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ có một bàn thắng sau 16 lần khoác áo tuyển quốc gia kể từ năm 2016. Ngoài ra, với triết lý kiểm soát bóng, chủ động tấn công mà huấn luyện viên Chausseur đang áp dụng cho bóng đá Việt Nam, Văn Toàn cần thêm nhiều thời gian rèn luyện để thích nghi. Tuy có sự trở lại của Văn Quyết và Hùng Dũng, nhưng huấn luyện viên Chausseur vẫn chưa có đủ cầu thủ trong danh sách hội quân của tuyển Việt Nam kỳ này. Chiến lược gia người Pháp cho gọi là Công Phượng song tiền đạo này xin hội quân muộn vì bận thi đấu ở J-League, Nhật Bản. Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội khoảng một tuần, sau đó di chuyển tới Nam Định chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine. Trong những ngày tới, chiến lược gia người Pháp liên tục phải di chuyển từ Hà Nội tới Phú Thọ và Nam Định. Khi U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 còn, tuyển Việt Nam đã giao hữu với Palestine. Ngôi sao Viettel hứng thú với vai trò mới ở tuyển Việt Nam. Hậu vệ Nguyễn Đức Chiến rất hứng thú với vai trò tiền vệ phòng ngự ở đội tuyển Việt Nam, vị trí mà anh cũng đã chơi tốt trong màu áo câu lạc bộ Viettel. Xuất thân từ một hậu vệ, nhưng Đức Chiến tỏ ra rất phù hợp khi được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đưa lên đá tiền vệ phòng ngự trong màu áo Viettel FC. Kỹ năng mềm mại nhưng không kém mạnh mẽ cùng nhãn quan chiến thuật tốt, Đức Chiến không ít lần giúp đội nhà chiếm ưu thế về thế trận và cả về mặt tỷ số. Mùa vừa qua, dù thi đấu vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng Đức Chiến ghi được tới 7 bàn thắng. Cầu thủ quê Hải Dương chính là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Viettel trong năm 2023. Phong độ ấy giúp anh được huấn luyện viên Chausseur triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn một năm từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi anh vẫn là một trung vệ đơn thuần. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thay đổi và tiến bộ của cầu thủ sinh năm 1998. Chia sẻ trong lần tập trung này, Đức Chiến cho biết, tôi từng được làm việc với huấn luyện viên Park và giờ được gọi lên dưới thời huấn luyện viên Chausseur. Đây là trải nghiệm mới mẻ với bản thân tôi. Đội tuyển dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Chausseur có lối chơi hoàn toàn khác, hướng sự kiểm soát bóng nhiều hơn. Hiện tại, tôi được ban huấn luyện thử nghiệm ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Đây là thử thách lớn với tôi khi huấn luyện viên đòi hỏi tôi phải di chuyển rất nhiều. Tôi sẽ nỗ lực để thích nghi nhanh nhất. Đức Chiến và các đồng đội hiện đang trong những ngày tập luyện tại VFF để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định vào ngày 11 tháng 9. Văn Hậu sớm chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Đội tuyển Việt Nam đón tin không vui khi Đoàn Văn Hậu chấn thương gót chân, phải tiêm thuốc và cần thời gian hồi phục. Chỉ mới hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu tháng 9 này, thế nhưng Văn Hậu đã sớm nói lời chia tay với đội tuyển. Theo đó, Văn Hậu chưa thể bình phục hoàn toàn chấn thương ở gót chân phải. Anh đã lên tập trung đội tuyển và xin phép huấn luyện viên Philippe Chausseur. Cầu thủ này được nhà cầm quân người Pháp đồng thuận cho phép ở lại câu lạc bộ dưỡng thương cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Như vậy, hậu vệ trái hay nhất V-League 2023 vừa qua sẽ không cùng đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với đội tuyển Palestine. Việc vắng Đoàn Văn Hậu trong đội hình chắc chắn sẽ là một đáng tiếc lớn. Tuy nhiên đây cũng sẽ là cơ hội để những cầu thủ mới được nhà cầm quân người Pháp triệu tập được thể hiện bản thân như Hoàng Thái Bình, Triệu Việt Hưng. Chiều qua, mùng 3 tháng 9, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 hướng đến trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Day với đội tuyển Palestine. Ngày 11 tháng 9, trên sân Thiên Trường, như thường lệ dưới thời huấn luyện viên Chausseur, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam tập luyện cùng nhau trên một sân. So với đợt tập trung hồi tháng 6, Nguyễn Đức Chiến, Dương Văn Hào, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Thái Bình, Phạm Trung Hiếu, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân, Nguyễn Hữu Sơn và Vũ Quang Nam là những cái tên mới. Huấn luyện viên Chausseur cho biết, ông coi đợt tập trung lần này nằm trong kế hoạch thử nghiệm và tuyển chọn nhân sự hướng tới vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Vì vậy, 28 cầu thủ trong danh sách triệu tập không phải là những cầu thủ cuối cùng được lựa chọn cho chiến dịch trên. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày 9 tháng 9. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển xuống Nam Định để làm quen sân cũng như hoàn thiện khâu cuối cùng trước thềm trận giao hữu gặp Palestine trên sân Thiên Trường. Phải nhất bảng, chạy đà cho vòng chung kết. Vòng loại U23 châu Á, bảng C thi đấu tại Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 với Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa để chủ nhà Việt Nam giành ngôi nhất bảng. Bảng C rất nhẹ, gồm chủ nhà Việt Nam, Yemen, Singapore và Guam. Tất nhiên, U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch Đông Nam Á được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng C. Biết rõ về Singapore nhưng chưa hiểu về Yemen. Thời điểm hiện nay, nhìn trên bình diện chung, U23 Singapore không phải là đối thủ của U23 Việt Nam. Nhưng hứa hẹn đấy là một trận đấu khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Chausseur, bởi Singapore có thể vụng về nhưng thể hình tốt và chơi thử bóng đá như những đội châu Âu. Bóng đá Singapore nói chung và đội U23 nói riêng đang chịu rất nhiều búa dìu dư luận nước nhà vì thành tích eo uột khi thi đấu quốc tế. Các nhóm phán giỏi công nghệ thông tin của Singapore tấn công khắp mọi nơi, tấn công cả trang web của Liên đoàn bóng đá Singapore lẫn các trang xã hội của cầu thủ. Trước SEA Games 32, Singapore tổ chức Malian Cup và thua luôn cả trận tranh hạng 3 trước Campuchia.
Sau đó đến Campuchia dự SEA Games 32 thua cả 4 trận khiến bị dư luận đánh tơi bời và bị cắt, không cho phép dự giải U23 Đông Nam Á lẫn ASEAN sắp tới. Việc U23 Singapore bị lên án dữ dội kéo đến cả vòng loại U23 châu Á mà họ đến Việt Nam thi đấu. Thầy trò huấn luyện viên Nari Nasser hiện dự giải với tâm trạng nặng trĩu khiến ban huấn luyện phải động viên các cầu thủ hãy vượt qua chính mình và đừng bận tâm đến những lời chỉ trích nặng nề. Với U23 Yemen, đây là một quốc gia có bóng đá tương đối mạnh ở Tây Á. Các đội tuyển Yemen thể hiện có tố chất kỹ thuật và tư duy bóng đá thi đấu bằng tinh thần bất khuất từ vùng đất chiến tranh, vượt qua nhiều cản trở của chết chóc để đến với bóng đá. Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Đây có thể xem là trận chung kết bảng của hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam: ngày 6 tháng 9, U23 Việt Nam, U23 Guam, 19 giờ. Ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam, U23 Yemen, 19 giờ. Ngày 12 tháng 9, U23 Việt Nam, U23 Singapore, 19 giờ. Huấn luyện viên Chelsea ở chỉ có một phép tính. Với chủ nhà Việt Nam, ban huấn luyện U23 Việt Nam có thể hiểu rõ về bóng đá Singapore, nhưng với U23 Yemen lại là câu chuyện khác. Đội bóng này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mirolave Sukup và cờ ải đầu tiên của họ chính là U23 Singapore trong ngày khai mạc bảng C. Theo lịch đấu thì đấy cũng là điều kiện thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Chelsea ở khi được xem chân cẳng đội bóng U23 Yemen và tìm ra những phương án để bước vào lượt trận thứ hai với đối thủ này. Đối thủ được xem là yếu nhất bảng C là U23 Guam. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chạm trán với Guam và lần nào cũng thắng rất đậm. Bóng đá Guam lâu nay vẫn chưa thoát ra khỏi yếu tố nghiệp dư và cầu thủ ở dạng phong trào. Họ là những công nhân, sinh viên đến với bóng đá vì đam mê môn thể thao này nên rất hạn chế khi tham dự những giải ở cấp độ châu lục. U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất là được đá trên sân nhà dù hai đối thủ Yemen và Singapore cũng có những toan tính rất riêng của mình. Huấn luyện viên Chelsea ở chắc chắn chỉ có một phép tính là đánh bại tất cả trong bước chạy đà trước ASEAN và vòng chung kết U23 châu Á. Bảng C với tính toán của chủ nhà U23 Việt Nam là phải nhất bảng, trong khi hai đối thủ Yemen và Singapore thì xác định không nhất bảng cũng phải nhì bảng để lấy vé vớt dành cho những đội nhì bảng có thành tích tốt.